Long kia. Đó. Hey. Còn nguyên cơ hội. Không sao.
điểm 2-19. Không thành công. Đội điểm 23-20. Đúng một chiếc đẹp. Thành bóng ra ngoài. Điểm Thanh Mai 24-20. Hay rồi. Bóng không qua lưới. Sẽ kết thắng Thanh Mai thắng 25-20. Đội điểm 6-3.
ngoài lót đi á. Đổi điểm 46. Thanh bóng ra ngoài. Điểm Thanh Mai 56. Đổi điểm cho Bình Văn 7-6. Điểm Thanh Mai 86. Điểm Thanh Mai 96. Sẽ có ngoài sân. Đổi điểm 79. Hay. Hay lắm. Điểm Bình Văn 89. Ok. Cái gì ngồi chả lướt luôn. Bóng ngoài sân. Điểm Bình Văn 9 đều. Kìa, yeah, bao nhau kìa. Đúng rồi, bắt được rồi đấy. Đây, bắt được rồi. Hey. Điểm Bình Văn 19. Bắt đi. Điểm 11-9. Thanh Mai xin tạm dừng hội ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, người ta giơ tay thì cất cái đùi đi. Thảm số. Thái. Mông đái lọc quá, hôn tối thế này, đái lọc hết. Thì phải mất cái này. Điểm Minh Văn 12-9. 12-9. Ô coi như chắc là đúng á. Hay lắm. Phải xác định công chạm lưới. Đổi điểm 10-12. Ngoài sân. Đổi điểm Minh Văn 13-10. Alo. Ơ tôi đây. Đang quay ông ơi. À để tôi phát về nhé. Chưa phát. Ok. Hay. 4 người. Thế thì bao nhiêu pin chơi đủ? Cho nó nghỉ mà ra hành nó phải đấm lưng như đó à, đấm gì đi đấm cho cháu nhỉ, gì đi đấm cho cháu thôi già yếu biết đâu nó rồi. Hey! Thanh Mai xin tạm dừng hội ý. Đổi điểm Minh Văn 17-9. Hay rồi. Hay. Bóng trong sân. Đội điểm Thanh Mai 10-17.
điểm Thanh Mai 11-18. Mất tập trung không ai mất điểm. Bóng lại Văn, đội điểm Đình Văn 19-11. Hơi bảo hiểm. Đội điểm cho Thanh Mai 12-20. Thanh Mai chặt bóng tốt. Điểm Thanh Mai 13-20. Đúng một tốt. Hay lắm. Đội điểm cho Đình Văn 21-13. Thái ơi, điện thoại nè. Có ai gồng năng đấy? Không? Chết mẹ. Chồng ơi. Không lấy em thế. Không. Chẳng mua lấy em mà. Nãy thấy có một cái ở bên kia. Thôi. Không qua lưới. Đội điểm 14-21. Anh Dũng có con gái rồi. Mang cái xe ngựa mày. Hay. Đánh bóng tốt. Đội điểm Đình Văn 22-14. Tài sản của ai người đấy từ các thứ. Đánh bóng tốt. Điểm Đình Văn 23-14. Hey, điểm Đình Văn 24-14. Kết thúc đây. Kết thúc set thứ hai. Đình Văn thắng Thanh Mai 25-14. Trận đấu thứ nhất là Đình Văn thua Thanh Mai 25-20. Hai đội nghỉ để tiếp tục trận đấu set thứ ba. Trận đấu thứ ba, Thanh Mai bốc thăm chọn sân. Đình Văn chọn bóng. Đình Văn ở bên cánh trái của khán đài. Chúng ta xác định điểm cho Thanh Mai 1-0. Bóng
Có thế là đánh lại hay không? Bóng lớn thì nó bóng nó chạy được kia. Bóng không còn lưỡi không sao nào. Tài số 1 cho 2 thống nhất là đánh lại quả này. Điểm Thanh Mai 1-0. cho tài viên là cho tài bàn là không cứng. Hay. Đổi điểm Đình Văn 1-1. Không trượt là sẽ ra ngoài. Chắn bóng không thành công. Đổi điểm Thanh Mai 2-1. Đẹp rồi. Bóng bạt tay trắng ra ngoài. Rồi điểm Minh Văn 2-2. Rồi điểm cho Thanh Mai 3-2. Rồi điểm Bình Văn 3-3. Thanh Mai đánh bóng tốt. Rồi điểm Thanh Mai 4-5. Điểm Thanh Mai 5-5. Nơi bắn hỏng của chuyền hay Đình Văn. Nơi bóng cho đội Thanh Mai. Kiên viên là lỗi. Hay rồi. Điểm Thanh Mai 6-5. Thank you.
10 điểm cho Đình Văn, 6 đều. Bóng ngoài rồi đấy, quả thật là chạm kép rồi đấy. Thôi là thôi từ quả đấy. Bóng ngoài sân. Điểm Thanh Mai 18. Hay. Bóng bật chắn ra ngoài. Đội điểm Minh Văn 9-10. Xin tập được hội Thank you.
Bà kia ơi. Ngoài sân ở điểm Thanh Mai 11-14. Điểm Thanh Mai 12-14. Chung cuộc thắng 2-1. Điện thoại sắp hết pin, mình dừng phát trực tiếp để tí phát trận của đội bóng da nữ nhé.